Nói con ơi, thương vợ phải thương nó lớn tuổi đi, nhỏ tuổi quá sợ con mình khổ, giống mẹ đi, giống mẹ cha đi, và tại mẹ cũng lớn hơn cha nữa, 4 tuổi nữa đó. Truyền thống, truyền thống đó. Thương vợ nó già chút đi, nó con nó mà ăn đầy đủ vậy đó, vậy đó. Vậy là con hơn mẹ rồi đó, mẹ hơn cha nó 4 tuổi, thì bây giờ con dâu hơn con mình tới 9 tuổi, hơn luôn mẹ luôn rồi đó. Mẹ thích nhậu á, không có mất bài luôn kìa. Uống bia không? Uống bia, uống rượu không à? Uống bia. Bốn xỉ chưa xỉn đâu. Bốn xỉ chưa xỉn. Ngày nào đám nhiều cũng nhậu mỗi ngày, ngày tới tối luôn. Cha chở mẹ đi, xong rồi hai ông bà xỉn chứ, điện cho dâu đi rước. Chồng chở cha rồi con chở mẹ. Coi như hai vợ chồng là uống bằng nhau hay là chị uống hơn ổng? Yếu lắm, yếu lắm, không mấy một xỉ ngã lon rồi. Anh cô dâu đẹp quá hả? Đẹp quá, đồ nhìn giống như là mua đồ á. Đây là đồ truyền thống của người Khmer đúng không con? Dạ, đồ truyền thống mà cái này hơi cách tân rồi. Mình làm dâu mẹ được mấy năm rồi? Dạ, mới được 4 tháng rồi. Trời đất ơi, mới đây mà. Ủa vậy hả? Con dâu là ở chung với mẹ chồng luôn? Dạ không, dạ ở riêng ạ. Trời ơi, vậy là làm dâu chắc ít lắm nè ha. Dạ, làm dâu vào thứ bảy chủ nhật thôi. Dạ, làm dâu vào thứ bảy chủ nhật thôi. Làm dâu. Ủa làm dâu mà còn có thứ bảy chủ nhật, từ thứ hai đến thứ sáu nghỉ làm á. Có làm dâu lạ lắm bộ. Tại em đi dạy một ngày tới 2 buổi, rồi công việc nhiều á nên ở bên nhà em tiện đường hơn. Thứ bảy chủ nhật em mới về nhà được. À, tức là đi dạy gần đó, rồi ở nhà mẹ ruột từ thứ hai, thứ ba, từ năm thứ sáu. Dạ. Thứ bảy chủ nhật mới về làm dâu. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng mà gặp cô dâu trong trường hợp nào? Cái lần đầu tiên gặp á là gặp qua điện thoại, ba mẹ đi làm trên thành phố. Rồi ba mẹ mới nghe là con trai ở nhà có quen một cô gái lớn tuổi hơn con trai. Lớn hơn mấy tuổi em? Dạ lớn hơn tới 9 tuổi. Có 9 tuổi à? Dạ thì mẹ cũng thắc mắc, xong rồi mẹ mới gọi video call thì mẹ thấy trong điện thoại mẹ nói ý xinh quá nè, trắng cũng trẻ quá trời nè, đâu có già đâu. Mà lúc đó nói chuyện với mẹ ngại lắm, lần đầu tiên gặp mà. Rồi mẹ xưng với em á là mẹ xưng mẹ không à, rồi mình thì mình xưng là gì. Là lúc mới vừa gặp nhau luôn á, gặp mình là mẹ phải. Đã xưng là mẹ rồi. Dạ đúng rồi. Mẹ làm gì mà mẹ nôn làm mẹ của người ta dữ vậy mẹ? Tại người ta tuổi với mẹ nè là người ta có cháu hết trơn rồi, còn mẹ chưa có cháu. À, nôn. Nôn. Nôn có cháu nội thành ra là nhưng mà con trai mình quen một người hơn nó gần chục tuổi, mình có nghĩ gì không? Mẹ nó khoái nói với con trai, nói hồi nào giờ, nói con ơi thương vợ phải thương nó lớn tuổi đi, nhỏ tuổi quá sợ con mình khổ, giống mẹ đi, giống mẹ cha đi, và tại mẹ cũng lớn hơn cha nữa, 4 tuổi nữa đó. Truyền thống, truyền thống đó. Mẹ lớn hơn cha 4 tuổi. 4 tuổi thì rồi mình nói với con nó, hay con ơi tại nó thương vợ nó già chút đi, nó con nó mà ăn đầy đủ vậy đó, vậy đó. Vậy là con hơn mẹ rồi đó, mẹ hơn cha nó 4 tuổi, thì bây giờ con dâu hơn con mình tới 9 tuổi, hơn luôn mẹ luôn rồi đó. Chị hơn chồng chị 4 tuổi. Ờ, là chị năm nay sinh 76. 76 hả? Chồng em sinh năm 75. Còn chồng của chị là 79. Mới qua nó lại giờ lộn chồng giờ đó. Lộn, lộn chồng nữa. Chồng em lớn hơn chị này 1 tuổi. Dạ. Tại phòng khám đa khoa SBB với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Đó. Là lẽ ra là chồng em cũng đang có con dâu rồi hả? Đúng rồi đó. Cái cà phê nay nhiêu rồi? Nó sinh năm 2019. Con nhỏ chị là nay sinh năm mấy? 11. 11. Chị là nhỏ hơn. Vậy là con em nhỏ hơn con chỉ 2 tuổi. 11 với 19 là 4, 8 chứ. 8 tuổi. Em tính sao Thúy? Gối nở. Thật sự là lúc mà chưa gặp ba mẹ là lo là ba mẹ chê là mình lớn tuổi hơn. Em cũng có bệnh trong người nữa. Rồi chuyện tình cảm trước đây của em á thì nó không được tốt. Sợ ba mẹ chê cái quá khứ của mình, sợ ba mẹ chê mình lớn tuổi nữa nên áp lực lắm. Rồi ba mẹ gọi điện là kêu qua bển chơi. Rồi mà ngay bữa đó thì em với chồng em lại đang giận nhau. Thì em đâu có dám tự chạy xe qua bển đâu. Rồi em cứ viện lý do em không qua được. Thì trong cái ngày hôm đó là ba điện 20 mấy cuộc. Mà chồng á hả? Thì tới chiều, khoảng 5-6 giờ chiều thì ba chở mẹ qua tới nhà em luôn. Đem một hộp vịt quay, một hộp sườn nướng qua. Mà lúc đó cái nhà này sao vậy? Lần đầu tiên con dâu nói chuyện qua điện thoại. Thì mẹ chồng gọi luôn là mẹ nè con ơi này nọ. Rồi giờ tới là
ông ba chồng chở mẹ chồng qua tới tận nhà. Cảm giác giàu quá rồi. Cảm giác em có bị ngợp không? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm. Tại vì lúc đó nhà cũng đang có khách tiếp thầy cô. Thầy cô đến chúc Tết á. Em có đi ra ngoài ngõ mua nước đá em đi bộ. Thì em thấy có một người giống như ba chở mẹ. Thì em thấy là họ đang tìm nhà thôi. Em không biết là ba mẹ em luôn. Thì em thấy đi hút rồi. Xong rồi cái lát em quay lại thì thấy ba mẹ đang ngồi sẵn ở nhà rồi. Bất ngờ, sướng lắm. Mà bữa đó em thì mặc đồ bình thường rất là xấu mà với lại mặt tái mét à. Rồi tóc tai sò sò, mình cũng sợ là không có ấn tượng đẹp vậy đó. Rồi mà hôm đó ba mẹ rất là thương. Hôm đó ba còn cho tiền em 500 ngàn nữa. Cũng như lì xì Tết vậy đó. Mới tới nhà con dâu tương lai cho 500 ngàn luôn vậy đó hả? Dạ, bữa này sao rồng rồng dữ vậy chị? Mua sữa uống hả? Các ông thấy ốm quá hả? Cô bằng sao bữa sau con già chơi sọc quá chưa có biết con dâu mình mà vô cho 500 ngàn luôn vậy? Mẹ cho hoài à. Cho hoài, để hỏi đừng nói đừng thoại đó. Để chị nói gì đó. Chị? Nói điện thoại. Nói điện thoại. Ờ, dạ. Coi điện thoại đó. Anh xin lỗi em nghe không có được. Cho hoài vậy đó. Thấy thương quá hả? Cho tiền hoài luôn á. Em ơi, em kiếp trước em tu ở đâu vậy? Bây giờ mình lớn hơn chồng mình 9 tuổi mà nhà ta nói thiếu điều là trải nguyên cái thảm đỏ để đón em về luôn là sao? Hỏi mẹ chồng nha. Chị thấy con dâu sao mà thương dữ vậy? Điều đẹp hay điều là biết làm mần ăn vậy đó. Đẹp, điều, biết làm ăn hả? Ôi thương nha, nhiều rồi biết mà vậy được rồi. Thương sao nữa? Thấy biết hàng dâu đẹp rồi điệu nữa. Không có điệu. Biết điệu, biết điệu, không phải là điệu nghe, biết điệu. À biết điệu hả? Biết điệu, ông ơi. Tại nó không cảnh. Ôi nó khác nghĩa hẳn luôn anh Linh. Tôi nghe tiếng chỉ gì cái chương trình này mà về má con người ta lục đục luôn á. Một tay nhờ anh đó anh Linh à. Tiếng Khmer với tiếng Việt nó lẫn lộn nhau vậy đó. Nói hơi cứng mà nói tiếng Việt không có rành đâu. Mẹ nói tiếng gì chưa rành lắm. Bây giờ nói tiếng Khmer đi. Không rành đâu. Dạ chị thử nói tiếng Khmer cho em nghe cái coi. Dạ anh Linh hỏi cái gì nhưng mà chị cứ nói tiếng Khmer. Bây giờ chị từ đâu tới? Chị làm công việc gì? Đó là thứ sai. Tiếng Việt ở trên miếng nha. Israel là làm ruộng. Hay đâu khách ấy khách Tâm Bình. Xã Long Mỹ hay Xúc Bình Son. Anh bao nhiêu tuổi? 51 rồi. 51 tiếng Khmer nói làm sao chị? Hai sấp mui. Hai sấp mui. Mốt ai hỏi anh bao nhiêu tuổi anh nói hai sấp mui nghe chưa? Hai sấp mui hay ăn nuôi. Hai sấp mui hay ăn nuôi. Một hồi là khán giả không hiểu gì hết trơn á. Bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện đi. Khi mà mình chuẩn bị đám cưới á, thì có cái gì đó ấn tượng để kể cho khán giả nghe không nè? Lúc trước khi đám cưới á, thì cũng có một số chuyện buồn. Không phải phong tục, là giống như là quan niệm của ba mẹ khác. Em thì em muốn theo làm theo hiện đại, còn mẹ thì mẹ muốn làm theo truyền thống. Ví dụ như cái việc bưng mâm quả đi, thì em muốn bưng bằng cái mâm mà bằng vàng á, thì bưng lên rồi chụp hình, rồi có vàng bưng mâm nữ, vàng bưng mâm nam, thì trao quả nó rất là đẹp. Thì mẹ muốn bưng thúng, mình theo phong tục là bưng thúng, thì không có nam nữ thanh niên mà có những người già bưng. Dạ. Rồi thì em nói mẹ ơi con muốn bưng mâm cho nó đẹp, với con có mướn đồ cho nam với nữ thôi. Rồi mẹ nói thôi làm theo truyền thống đi, bưng thúng đi cho mấy bác lớn tuổi bưng, còn mấy nam thanh niên đó, nó mặc áo sơ mi rồi nó vác trái cây. Là bên em có vác trái cây như là bùn dừa nước nè, hay bùn thốt nốt, bùn dừa rồi bùn chuối, những cái loại trái cây đẹp đẹp á, em lỡ đặt đồ rồi mà rốt cuộc không được á, cũng hơi buồn. Theo phong tục là đám cưới là bưng thúng hả? Do hồi xưa nha, cưới tôi cũng vậy, bưng thúng mà bạn vậy mà làm vậy, tại mấy người già già đó máy bưng thúng hả? Bưng đậy cái thúng vô đó, cũng để lễ vật vô trong thúng á. Đó là phong tục mà. Dạ. Thật ra nếu mà làm phong tục xong làm lễ rồi rồi mình muốn chụp hình đẹp á thì mình lấy mâm vàng vô, đâu khó gì khó đâu. Nhưng cuối cùng là ai thắng à? Mẹ thắng gì vượt qua mẹ được. Nhờ mẹ. Còn có một số chuyện cũng buồn nữa. Ví dụ như nhẫn cưới đi, tại vì tay em ốm, em không có mang giường nhẫn nào hết. Em rủ chồng em đặt nhẫn cưới, thì bận á, không có đi đặt với em. Thì cách ngày cưới 2 ngày mới đi mua, và không có cái nhẫn nào vừa với em hết. Thì mua đại, đeo đại luôn. Xong rồi tới cái lúc làm lễ, cả bên đàn trai và cả bên đàn gái đều không có nhớ tới cái vụ mà trao nhẫn cưới cho nhau trước hai họ. Thì rốt cuộc làm xong này kia hết, mọi người tản ra hết. Thì hai chồng vô trong phòng á, lén lút đeo nhẫn cưới với nhau. Tự đeo với nhau trong phòng á, mà thấy tụi tuổi. Cái tự nhiên sao mọi người lại quên khúc đó. Quên rất do ông MC á. Dạ. Chứ đúng ra có MC á là sẽ nhớ. Dạ đúng rồi, cái chuyện đó của MC họ sẽ dẫn dắt cái bữa đó. Dẫn dắt ta nhớ không?
Mà cũng không trách được, tại vì cái thế hệ trước là họ không có đeo nhẫn cưới à. Nên họ không có nhớ chuyện đó. Cái bữa đám cưới vui không? Có múa gì? Múa xỉn luôn, cái bữa mà rước dâu ở đàn trai, bữa đó mưa tầm tã luôn. Mẹ múa mà giống như sàn gạch trơn á, mẹ té luôn. Mẹ té dập mông, mẹ té dập mông. Trời ơi, té dập mông luôn hả? Múa sao mà té dập mông dữ trời. Mẹ xỉn rồi, lúc đó mẹ xỉn rồi. Múa múa sao? Bây giờ không xỉn mẹ dám múa không? Mình đứng đâu mình múa thử coi. Con không biết múa nha, mẹ mẹ biết múa. Mẹ múa thử coi. Con chưa xoay chân tì nó đi ôn ơi mày khuya chết. Bây giờ mình múa thử rồi chị chỉ em cái tay đi chị. Em không biết múa. Vai chân tin đi ôn ơi bạch mẹ xa kha. Con ở tha na sẽ được ra đây sẽ tin dịch đây. Anh đang ốm mà anh ơi. Anh làm như là anh bùa vậy đó. Ủa sao con người Khmer mà không biết múa? Dạ tại vì con đi học nhiều tiếng Việt không à. Chị không biết là cái phong tục đám cưới của người Khmer nó như thế nào em? Là có nhiều cái lễ lắm. Ví dụ như tối nay là đãi đi, thì sáng của ngày hôm đó là sẽ có cái phong tục hái bông cao. Mà lựa cái người đàn ông nào mà có gia đình im ấm á, hai người đàn ông đó sẽ một người đại diện cho cô dâu, một người đại diện cho chú rể, sẽ leo lên hai cái cao. Lựa hai cái cao nào mà nó cân xứng chiều cao với nhau á, mà nó phải nằm ở hướng đông của ngôi nhà, leo lên hái cái bông cao xuống. Thì nếu như mà cô dâu chú rể mà có quan hệ trước hôn nhân á, thì bông cao nó sẽ bị nứt ra. Còn nếu như mà không có thì bông cao nó sẽ rất là đẹp. Thì thường thường là hái bông cao xuống là những cái người hàng xóm đó họ rất là nhiều chuyện. Họ canh me coi sao để họ đi đồn á. Thì cũng may là cái bông cao của tụi con rất là đẹp thì được mọi người khen vậy đó. Rồi buổi tối thì đãi tiệc á, là trước khi đãi tiệc là sẽ có cái phong tục gọi là cột chỉ tay chúc phúc á. Đầu tiên là sẽ có ông trưởng tộc ông cột tay trước, rồi tới ông bà, cha mẹ, rồi mấy bác, mấy dì trong dòng họ, rồi tới khách. Thì mỗi sợi chỉ đỏ là một lời chúc phúc. Lúc đó thì ba mẹ với mọi người có thể trao tiền hay là trao quà gì đó cho con. Nhưng mà chú không tin cái vụ bông cao nha. Dạ. Do hai ông hái bông cao đi đâu rồi ông làm bị gì sao? Cái nhất là ông lựa bông cao tốt ông hái. Cái này cũng phong tục xưa thôi. Mấy bà nào cứ nhìn cái bông cao nó người ta. Dạ đúng rồi. Ăn ngủ với nhau chưa? Không thể nào mà nói đúng như rồi. Vậy. Đâu có, người ta cắt rồi người ta bó vậy nè. À. Bó người ta coi cái đó là biết á. Thì người ta cắt nó biết, mấy người bạn bà đó người ta gạnh đó. À, tức là mở ra thấy nó nứt là biết là hai chồng. Nhưng mà cố gắng mấy ông hái cao, hái được tôi bông cao nào nó đẹp đẹp chút nha. Dạ. Ủa lúc đám cưới chị hái bông cao đẹp không? Đẹp. Tức là mình cùng người Khmer hết. Vậy thì chắc là phong tục tập quán rất là quen thuộc rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà khi về làm những ngày đầu tiên về làm dâu đó, cái tục lệ người Khmer làm dâu nó khó hơn so với người Kinh không? Theo con nghĩ là nó dễ hơn á. Dễ hơn hả? Dạ, không biết gia đình khác làm sao chứ gia đình con á là dễ lắm. Mẹ dễ lắm, ngủ tới 6 giờ mới dậy. 6 giờ sáng hả? Dạ. Ủa 6 giờ sáng là sớm lắm á. Không, ở dưới quê là 6 giờ sáng là trễ lắm á. Ủa vậy đó hả? Chứ thường là dưới quê là mấy giờ dậy con? Dưới quê thường thường là 4 giờ là 4 giờ. Đúng rồi, 4 giờ dậy nổi không Thúy? Đúng rồi, dạ không. Dạ, đương nhiên là không rồi. Cô dâu này là có chắc có 10 giờ mới dậy. 10 giờ 11 giờ đó. Dạ. Rồi con về làm dâu con làm những gì nào con kể chú nghe coi. Ở nhà mẹ là 3 ngày đầu làm dâu là mẹ với bà ngoại là không cho làm gì hết. Mình thì mình quen, ở nhà mình quen làm rồi. Mà mình không cho mình làm mình ngại. Mà mình cũng biết là mọi người nói thiệt hay nói giỡn nữa. Cứ làm cái ngoại la ngoại nói. Tại vì nếu mà 3 ngày đầu làm dâu á, mình làm nhiều á, thì cuộc sống làm dâu của mình sẽ rất là cực. Rồi qua 3 ngày sau đó thì con muốn phụ gì con phụ. Mà qua 3 ngày sau em cũng không được làm gì hết á, mọi người cũng như là ai cũng có công việc hết trơn rồi. Ủa sao cái phong thủy đó, thí dụ như về làm dâu mấy ngày đầu mà mình khổ, là coi như mình khổ dài luôn. Vậy thì mình tránh mấy ngày đầu làm dâu á hả? Ngoại nói như vậy. Vậy là 3 ngày đầu làm dâu là mình ăn ngủ không, chơi không. Để phong thủy sao này nó tốt. Về làm dâu thì mẹ quá dễ đúng không? Dạ. Có bao giờ mà buồn mẹ gì đó từ lúc làm dâu giờ không? Dạ không, trong thời gian làm dâu thì không có buồn mẹ. Mà có làm cho mẹ buồn. Cho mẹ làm gì mà buồn? Thương con không hết buồn gì. Mẹ có buồn dâu gì không? Không. Có giận nó gì không? Không. Giờ muốn chúc mừng cho nó có cháu sớm bổng với người ta được rồi. Mới có 4 tháng mà có gì? Trời, người ta có trước hết trơn rồi đó. Dạ. Mình giao vô mình chưa có nè. Người ta cưới trước một tuần vậy đó, người ta có rồi mà mình có hết rồi. Ủa vậy là bầu rồi. Ủa trước khi cưới có bầu được hả? Ai biết cái đó. Bây giờ xã hội phát triển rồi, chuyện có con trước sau thì thấy ông bà giờ cũng không quan trọng nữa. Miễn sao yêu thương là được rồi. Rồi trong lúc mình ở làm dâu mấy tháng này đó,
giữa hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì? Hợp nhất là nấu ăn. Nấu ăn. Mẹ nấu ngon lắm, học được cái cách nấu ăn của mẹ thì con nấu mẹ cũng khen nấu ngon nữa. À, hợp nhau à. Mẹ thích nhậu á là mẹ khen con làm mồi nhậu ngon. Trời ơi. Mẹ nhậu dữ không? Cũng dữ à. Dài lo. Mất bài luôn á. Không có không bài luôn kìa. Uống bia không? Uống bia, uống ngủ không à? Uống bia. Uống ngủ không à? Ngủ không hả? Uống lần mấy xị? Bốn xị chưa xỉn đâu. Bốn xị chưa xỉn. chưa xỉn. Wow. Mà nhậu mỗi ngày không mẹ? Ngày nào đám nhiều cũng nhậu mỗi ngày, ngày tới tối luôn. Có khách vô nhà cũng nhậu. Mà thương mẹ. Ngày luôn. Mẹ nhậu nhiều nhưng mà thương mẹ cái là dù mẹ có xỉn về, mẹ đi đám về xỉn về, mẹ cũng nhớ những nhiệm vụ của mẹ nha. Mẹ cũng phải coi gà vịt hay là bò này kia no chưa, rồi văn bùng cho nó này kia. Gì? Văn bùng cho bò. Cho con bò hả? Dạ. Con bò. Rồi mẹ văn bùng cho bò ngủ luôn hả? Dạ, mũi lắm. Con bò nó thấy sướng hơn tôi trời. Con bò nó thấy sướng hơn tôi trời. Chứ thấy ai văn bùng tôi ngủ luôn á. Con thấy mẹ con xỉn đánh ba con chi? Mẹ hay la thôi. La thôi hả? La thôi không có quýnh. Tại quýnh con không biết. Xỉn là lúc đó con đi đón mẹ về. Mẹ bình thường á, mẹ đi nhậu bên xóm á, đi xa nè. Cha chở mẹ đi, xong rồi hai ông bà xỉn chứ điện cho con dâu đi rước. Chồng chở cha rồi con chở mẹ. Coi như hai vợ chồng là uống bằng nhau hay là chị uống hơn ổng? Ổng uống thua cha tôi uống hơn ổng. Thấy chưa? Yếu lắm, có mấy một xỉ ngã lon rồi. Chị bốn xỉ chưa xỉn hả? Chưa. Ngày xỉn lên mẹ chị có la ba rồi, có la con không? Không, mẹ chưa bao giờ la con luôn. La gì dù người ta yêu nha, yêu nhất la gì? Yêu nhất luôn. Yêu nhất. Yêu nhất luôn, yêu hơn chồng của mẹ luôn, thấy chưa? Chị nhậu nhiều vậy có bệnh không chị? Không. Có. Có thì sao nói không? Có bệnh, lâu lâu nó bệnh, đau da vậy, mua một vị là hết rồi. Nghỉ ngày hai ngày là hết. Sao vậy vậy làm xị hết hả? Không, còn bị thuốc. Một thuốc một vậy. Nói kìa. Không kìa. Nghe nó nói kìa. Con có lần á là đợt đó con bị trường nhiều quá, học sinh thi ở cuối năm á thì bận quá, 3 tuần không có về. Nhớ mẹ, cái bữa đó mới điện cho mẹ là mẹ ơi con nhớ mẹ quá. Chừng 10-20 phút sau thôi, cha chở mẹ qua liền. Rồi. Mà đem theo quá trời đồ ăn luôn. Hôm đó là thấy mẹ xanh lắm, nói mẹ ơi mẹ không khỏe sao, con thấy sắc mẹ mày xanh quá. Mẹ nói là mẹ đau bao tử mấy tuần nay rồi, 2-3 tuần không gặp thôi, cha ốm mà đen xuống. Cái bữa sau em mới qua nhà nè, mua nước yến cho ba mẹ rồi mua thuốc cho ba mẹ. Mà thấy mẹ vui lắm, gần như hồi xưa tới giờ không có ai mua yến cho mẹ. Mẹ thì nói là con đừng mua gì chơi, mẹ không thích mấy cái này, mẹ không biết uống mấy cái này, mua rượu thôi. Trời ơi. Bệnh người ta đi thăm mà còn kêu mua rượu thôi. Uống bớt rượu lại, thật ra anh dâu nói đúng đó. Uống nhiều quá không có tốt đâu. Thấy mẹ bệnh là đau bao tử là uống rượu nó còn mệt nữa đó. Mốt đổi qua uống nước khác đi nha. Tại quen nước đó rồi, nước khác uống không được đó. Nước ngọt uống vô không được, ói liền. Quen nước đó rồi. Quen nước đó. Quen nước đó rồi. Rượu mà nói vậy á, quen cái nước đó rồi. Chú thấy mẹ chồng rất là thương con luôn. Mà con dâu nó cũng thương mẹ chồng. Mà chú thấy cũng kỳ. Tuần làm dâu có 2 ngày, thứ bảy nhật mà 3 tuần còn không về, coi như mất hết 6 ngày của ta. Mốt về đều chút nha. Dạ, con cũng cố gắng thôi. Cố gắng chứ sao cố gắng được. Công việc mà có em bé thì sao? Dạ. Chắc là cũng phải sớm sớm để cho mẹ có cháu để đỡ nhớ chứ. Dạ, cũng đang thèm lắm. Nếu mà mẹ chồng bỏ nhậu thì con dâu nó mới đẻ. Còn mẹ chồng nhậu hoài nó nghỉ đẻ luôn á. Giờ mẹ chồng còn cái nào? Có cháu sớm đi rồi mẹ chồng bớt nhậu. Đó, thấy chưa? Không bỏ được, bớt thôi. Bớt thôi, chừng nào có đám mình nhậu. Chừng nào có cháu mới bớt lại. Chừng giờ chừng có cháu mới làm gì. Chắc là phải có cháu mới bớt nhậu đúng không? Bớt nhậu. Trời đất quý thần ơi, thôi giờ để kêu coi chồng có tới coi sao nha. Đúng rồi đó. Rồi. Kêu tới rồi hỏi coi chừng nào có cháu để cho hả chỉ mau dừng lại đừng có nhậu nữa. Mời con trai của chị tới coi. Dạ. Chào chị. Chào em. Xin chào. Mời đâu hai chồng ngồi kế nhau để xuôi ngồi kế nhau đây nào. Mẹ ngồi đây nè mẹ. Ôi hai đứa kìa, xanh tông sượt tông dễ sợ rồi. Em đeo cái gì ở trước đẹp quá vậy, cho ảnh mượn đi. Ảnh làm MC cho nó nổi rồi. Đẹp quá. Em giới thiệu mình tên gì đi. Dạ em tên Thạch Minh. Hả? Thạch Minh. Thạch Minh hả? Nhiêu tuổi rồi? Dạ 21. Wow. Lấy vợ sớm quá hả? Không nhận con 21 tuổi mà con học phi công cũng sớm ghê. Nhưng ba nó cũng 21 luôn á. Thấy không? Ba nó cũng 21. Ba 21. Rồi cũng lái bài luôn.
Ba con. Còn bà Xui nhỏ. Bà Xui là ông xã bằng tuổi hay nhỏ hay lớn hơn? Ông lớn hơn 4 tuổi. Ngược lại, bà Xui là tên gì nè, giới thiệu ra. Thạch Thị Nghĩa. Thạch Thị Nghĩa, à, sinh năm mấy? 58. 88 hả? 58. Bà Xui sinh năm 58. Là bà Xui lớn hơn bà Xui bên đây là 10 tuổi. 12 tuổi. Xui này không nhậu, Xui này nhậu mặt nó hơi già rồi. Đúng rồi. Bà Xui này nhậu lại bà Xui này không? Không lại không? Bà giết nhiều lần lắm rồi đúng không? Hồi nãy thì em có hỏi chị Xui của chị á về cái vấn đề là có thai trước khi mà cưới, chị nghĩ như thế nào về chuyện đó ạ? Nếu như mà con có bầu trước khi cưới mẹ chịu không á? Chịu không? Nói gì đó tôi chết luôn. Có cháu bụng sớm có gì đâu, đã bây giờ hồi bây giờ ai cũng vậy, cũng vậy thôi. Người cưới rồi đẻ liền. Cưới đẻ liền không? Cưới bữa trước sao đẻ à? Thậm chí là ta đẻ trước ta mới cưới nữa. Dạ. Đó mình có vậy không? Còn đây là sao? Cũng cưới. Cưới năm 2000, 2001 tháng 10 có con trai nè. Vậy là cái buồn cao nó cũng tốt lắm á. Vậy. Tại vì mình lớn tuổi hơn rồi, phải bảy bả đâu. Cái vụ này nè, nít quỷ này nè. Nó nhỏ hơn 9 tuổi nè. Lúc đầu kêu bằng chị đúng không? Rồi lúc sau mà con kêu con tỏ tình sao, con nói chú nghe coi. Lúc sau con tỏ tình hay là bên đây bà chị bà tỏ tình với con? Không có tỏ tình, nhắn tin không à. Nhắn tin sao? Chị ơi em yêu chị hả? Là những tin nhắn đầu tiên á, toàn là của mợ chín nhắn luôn. Ông không biết nhắn, ông muốn cua nhưng mà ông không biết nhắn. Mợ chín nhắn giùm đúng không? Xong rồi có một người bạn cũng là bạn của mợ chín, cũng là bạn thân của em luôn, bằng tuổi luôn. Rồi bà ổng qua nhà bà Ben á, ổng nhờ bà Ben nhắn tin giùm. Khi mà cua được rồi á thì ổng mới không cần hai bà kia nữa. Thấy thương quá à. Ông ngon hiền ghê á. Nhưng mà chú hỏi thiệt nè con, thật ra lúc con chuyển từ lúc mà bây giờ về nhà, con chuyển từ em sang anh nó khó không? Không, không có bao giờ xưng nhau anh em hết á. Vậy hả? Chứ xưng gì? Hồi lúc mới thì chị em, sau đó là kêu ổng đặt biệt danh cho con là heo, còn ổng là ọt. Ọt là organ á, ổng mê đàn organ lắm. Rồi tới khi mà cưới nhau rồi á thì kêu vợ chồng. Rồi xong rồi bây giờ thì ổng kêu cục vàng luôn rồi. Cục vàng, trời ơi, cưng quá. Thôi vậy đi, tụi tác nó chơi vui chứ tụi tác không là gì đâu con. Nãy giờ thật ra là Linh thấy trong gia đình chúng ta luôn luôn có những nụ cười, chưa bao giờ có nỗi buồn trong đó cả. Nó cũng chỉ một chút chạnh lòng chút xíu thôi, gọi là chưa có cháu thôi. Nhưng sắp tới đây thì sẽ có cháu, sẽ có thêm những cái niềm vui trong gia đình nữa. Hai bà Xui lúc đó lo chăm sóc cháu là chính, bớt nhậu một chút. Biết sợ mà đẻ con giống chú Linh đi. Rồi không phải là giống người nha, giống cái tánh vui vẻ, chân dạ, tình đó. Vui vẻ chứ giống chú Linh mệt à. Hết hồn. Thú hồn. Tình ta nói chưa hết mà. Nghe nó giống chú Linh rồi. Không, chú Linh vui không? Vui. Ở dưới quê mọi người có thích chú Linh không? Có, mà có trong chú Tiến không à? Hai cũng thích hết. Thật ra chú Linh cũng về Vĩnh Long nhiều lần lắm rồi. Linh cũng hay về những cái vùng có đồng bào Khmer đó, như Sóc Trăng nè, Trà Vinh nè, những cái vùng đó đông người Khmer lắm. Và Linh cũng đang xây dựng một cái gọi là dự án văn hóa tín ngưỡng tâm linh người Khmer, đó là Giếng Tiên ở dưới Sóc Trăng đó. Linh rất là yêu quý người Khmer luôn. Hôm nay gặp gia đình rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là gia đình rất là vui. Phải đặt gia đình là gia đình vui nhộn. Dạ. Hoặc là tiếng cười, ai cũng cười rất là tươi luôn á. Và chính cái nụ cười này nó tạo nên phong thủy rất là tốt trong gia đình. Thật ra hai đứa nhìn tưởng đâu 20 không á, còn hai người này tưởng đâu mới có 30. Bớt lại thôi. Mình nói 18 tuổi gì đi, còn nó mừng chút nó tới 30 còn nó già quá. Rồi bây giờ nè, hai đứa hứa với dạ, nói tiếng cho mẹ cho thoải mái nè. Mà con hứa với bà mẹ con sẽ có cháu rồi, con chăm sóc vợ con thì chăm sóc ba hai mẹ. Con sống mãi con ngồi trà đấy thì con lịch cháu ấy nhủ mới nhủ ra nhà xây mới mẹ sẽ sống chấp ấy ai con chấp men cháu ở chùa si lịch mà anh ẩu như cũng ói khóc nè anh chứng bán ha mãi sụp hạnh phúc suốt đời luôn rồi. Và tiếng sẽ xin cha hai vợ chồng con giống cha giống mẹ, đừng cãi lộn gì hết, anh mừng ăn khá giả giống cha giống mẹ được rồi. Mẹ xin cảm ơn.